Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc đấu tranh sinh tồn của Thủ tướng khi lọt vào nanh vuốt ông Tổng. Thời gian ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh là thời gian mà Nguyễn Phú Trọng đã dồn hết công lực để mà tấn công vào thành trì của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là thời kỳ mà ông Trọng còn đang yếu ớt trên cương vị mới, cương vị Tổng Bí Thư trong nhiệm kỳ đầu. Thời kỳ đấy, dù biết ông Chính là hàng cài của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng Chính còn xanh cho nên ông Trọng không chú tâm đến ông quan đầu tỉnh này. Ông Nguyễn Phú Trọng bước lên chiếc ghế Tổng Bí Thư trong tâm thế của người chiếu dưới so với Nguyễn Tấn Dũng. Nguyên nhân là trong suốt hai nhiệm kỳ ngồi ghế Tổng Bí Thư, ông Nông Đức Mạnh là người tiền nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng đã để cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó lấn lướt. Vì thế, khi ông Trọng tiếp nhận chiếc ghế này thì ông phải mất khoảng thời gian là 4 năm mới lấy lại được thế cân bằng trước Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tô Hy Dứa, người được cho là đã giúp ông Phạm Minh Chính ngồi vào chiếc ghế trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng. Ở nhiệm kỳ đầu, ông Nguyễn Phú Trọng không để ý Phạm Minh Chính và cũng không xem ông này là đối thủ chính trị nên chẳng quan tâm. Chính nhờ thế mà Phạm Minh Chính mới có đường tiến lên, vừa là đệ của Nguyễn Tấn Dũng, vừa tận dụng tối đa các mối quan hệ địa phương, cho nên đến năm 2015, Phạm Minh Chính được người đồng hương Thanh Hóa, chính là ông Tô Hy Dứa lúc đó đang là trưởng ban tổ chức trung ương, đưa về ban này giữ chức phó ban. Mục đích là đưa Chính lên thay ông Tô Hy Dứa vào khoảng khóa 12 của Trung ương Đảng. Đại hội 12 diễn ra, Nguyễn Tấn Dũng bị đánh bật khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, lúc đó Phạm Minh Chính cũng được Tô Hy Dứa chuyển giao chức trưởng ban tổ chức trung ương thành công. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng loại được Nguyễn Tấn Dũng, thì thế và lực của ông Trọng gần như vô đối. Đây là khoảng thời gian để ông Trọng dọn cỏ, gồm những thành phần tạo phản, tàn dư thời Nguyễn Tấn Dũng để lại. Chính thời gian này, ông Trọng đã loại được Đinh La Thăng ra khỏi vũ đài chính trị. Giai đoạn ông Nguyễn Phú Trọng nằm ở bệnh viện 108, ông không những được bác sĩ chăm sóc mà còn được trưởng ban tổ chức trung ương chăm sóc đặc biệt. Là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng và lại lọt vào ban bí thư, nắm chức trưởng ban tổ chức trung ương, thì Phạm Minh Chính xem như đã lọt vào vòng nanh vuốt của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là thời gian sống trong lòng địch của Phạm Minh Chính. Nếu không khôn khéo thì Phạm Minh Chính có thể cùng chung số phận với Đinh Thế Huynh. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính khôn ngoan nên không tham gia vào nhóm tạo phản, tức là nhóm Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang. Chính nhờ quyết định mang tính sống còn này nên Phạm Minh Chính được Nguyễn Phú Trọng loại ra khỏi danh sách những kẻ tạo phản. Sau khi diệt trừ nhóm tạo phản, ông Trọng vẫn chưa tin Phạm Minh Chính là người dễ bảo. Tuy nhiên, dịp may lại đến vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Trọng bị gục tại Kiên Giang, nơi được xem là xảo huyệt của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là cơ hội để ông Phạm Minh Chính thể hiện là mình trung thành với ông Tổng. Thông tin từ nội bộ cho biết, thời gian ông Nguyễn Phú Trọng nằm ở bệnh viện quân y 108, chiều nào đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương cũng vào xoa bóp cho ông Tổng. Mặc dù biết Nguyễn Phú Trọng là con cọp dữ đang quan sát nhất cử nhất động của mình, chỉ cần sơ hở là cọp ăn thịt. Nhưng Phạm Minh Chính vẫn bình tĩnh với vở diễn kịch tận tụy này. Sau khi thoát khỏi hang hùm, Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng. Bằng sự thể hiện như vậy, Phạm Minh Chính gần như được Nguyễn Phú Trọng lơ đi, là dù lúc đó thế lực của Phạm Minh Chính đã mạnh lên từng ngày. Vừa che bắt được ông Tổng, vừa vận động hậu trường để chuẩn bị cho cú thoát hang hùm. Đến đại hội 13 đầu năm 2021, Phạm Minh Chính bất ngờ trỗi dậy, đánh bật Vương Đình Huệ ra khỏi đường đua đến chức thủ tướng. Sau khi Phạm Minh Chính ngồi được vào chiếc ghế thủ tướng và trở thành một chân trụ cứng thứ nhì trong tứ trụ, thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng mới vỗ lẽ. Người mà ông từng coi thường giờ thành đối thủ đáng gờm của ông. Nói thẳng ra, Phạm Minh Chính không có máu liều nên không dám tham gia nhóm tạo phản, chứ chẳng phải là sáng suốt gì. Trò chơi chính trị là thế, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu nhóm tạo phản làm phản thành công thì tứ trụ không tới lượt Phạm Minh Chính hay không bằng. Số hền của ông Phạm Minh Chính vì thế cứ đi lên. Bản tin các bạn vừa theo dõi
Mời các bạn bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng húc đầu vào lò vôi. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng lò vôi, lại yêu cầu cơ quan điều tra cho giám định tâm thần với vợ của mình. Ngay sau đó là phản ứng dữ dội của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng. Vào ngày 21 tháng 2, ông Tuấn nộp đơn xin cứu xét lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để phản đối việc ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cơ quan chức năng giám định tâm thần cho bà Hằng. Ông Tuấn nói rằng, tôi không đồng ý yêu cầu của ông Huỳnh Uy Dũng hay của luật sư danh tính về trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi. Mâu thuẫn giữa ông Huỳnh Uy Dũng và con trai bà Nguyễn Phương Hằng đã dâng lên đỉnh điểm. Ông Huỳnh Uy Dũng đưa ra yêu cầu và luật sư danh tín nhiều lần đã gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng, với lý do đây là tình tiết để được bảo lãnh giảm nhẹ tội cho bà. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là lý do vỏ bọc bên ngoài, ẩn đằng sau nó có thể là một ý đồ khác, là vấn đề liên quan đến sở hữu tài sản chung. Bởi vì người bị bệnh tâm thần bị hạn chế về quyền thực hiện các giao dịch dân sự, cũng như các quyết định liên quan đến tài sản của mình. Từ đây, cuộc chiến giữa con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Có vẻ như đơn của Nguyễn Quang Tuấn gửi lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh không đủ mạnh, nên ông Nguyễn Quang Tuấn lại đâm đơn kiện ông Huỳnh Uy Dũng lên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng lò vôi, có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này đã gửi đơn của ông Tuấn trả về Công an Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện điều tra. Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiện vượt cấp nhưng đã bất thành. Việc ông Nguyễn Quang Tuấn đâm đơn lên Bộ Công an cho thấy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phớt lờ những lá đơn này của ông, nên ông mới kiện vượt cấp lên trên. Tuy vậy, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vốn là thầy và trò. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, là người được Tô Lâm ưu ái giao cho chức vụ béo bở bậc nhất của Việt Nam. Không chịu đầu hàng, ông Tuấn lại tiếp tục đâm cơn để kiện ông Huỳnh Uy Dũng lên tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để hy vọng được cứu xét. Nhưng ngày 18 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cả hai đơn kiện vượt cấp đối với ông Huỳnh Uy Dũng của con trai bà Hằng đều bị trả về Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 26 tháng 7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận chưa có dấu hiệu xác định ông Dũng vi phạm hình sự. Vậy là xem như mọi nỗ lực của con trai riêng của bà Phương Hằng nhắm vào ông Dũng lò vôi đều bị vô hiệu hóa. Câu chuyện về việc bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng không hẳn chỉ là câu chuyện livestream cãi vã nhau trên mạng xã hội, mà có thể ẩn đằng sau đó là câu chuyện gia đình của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Qua những gì các cơ quan chức năng thực thi pháp luật đối xử với những lá đơn kiện của con trai bà Nguyễn Phương Hằng thì cho thấy thế lực của ông Huỳnh Uy Dũng còn mạnh lắm. Có vẻ như con trai bà Nguyễn Phương Hằng không phải là đối thủ của ông Dũng lò vôi. Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận ông Huỳnh Uy Dũng không có tội. Điều luật 331 là một điều luật mơ hồ. Chính quyền của Đảng Cộng sản có thể dùng nó để áp tội cho bất kỳ ai mà họ muốn bắt. Đó là công cụ của chế độ để hợp pháp hóa hành vi bắt người bừa bãi. Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, hầu hết những người bị bắt đều dính tới điều luật này. Điều này cho thấy chính quyền đang muốn dọn dẹp những người tham gia cuộc ẩu đả này, đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng, người dám nói, dám làm và không biết sợ ai. Có người nói rằng điều 331 cùng với vụ án Nguyễn Phương Hằng là cách mà chế độ này sử dụng để tạo ra tiền lệ, để luật hóa ý chí của nhà cầm quyền. Từ nay về sau, nhà cầm quyền có thể bắt người bừa bãi, nhưng lại
dưới danh nghĩa là dựa vào pháp luật. Nó là loại công cụ vạn năng của chính quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng húc đầu vào lò vôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.